Vừa qua, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã có lần tăng lãi suất thứ 10 liên tiếp. Theo đó, lãi suất điều hành tăng thêm 0.25 điểm phần trăm, kéo theo lãi suất liên bang tăng lên mức 5-5.25%. Đợt tăng lãi suất này không có gì bất ngờ khi được hầu hết các công ty phân tích dự báo từ trước. Trong cuộc họp sau đó, quan điểm của Fed cũng đã bớt dịu hơn sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell không còn tuyên bố việc tăng lãi suất liên tục là phù hợp và sẽ cho biết bỏ ngỏ khả năng tăng lãi suất thêm một lần nữa và không cắt giảm lãi suất vào năm 2023. Các dữ liệu mới nhất cũng cho thấy cuộc chiến lãi suất đang đi dần đến hồi kết khi lạm phát của Mỹ đang giảm dần. Tuy nhiên, thị trường tài chính vẫn phản ứng khá tích cực với thông tin lãi suất. Những chỉ số chứng khoán thế giới đều giảm điểm sau cuộc họp của Fed, trong khi giá vàng tăng đột biến cho thấy sự e ngại của giới đầu tư. Để hiểu chi tiết về sự kiện cũng như ảnh hưởng của quyết định tăng lãi suất đến thị trường, Finbiz sẽ cuộc trao đổi nhanh với anh Trần Đức Anh, giám đốc vĩ mô và chiến lược đầu tư của công ty chứng khoán KB. Xin chào anh Đức Anh. Đầu tiên, thì anh đánh giá như thế nào về quyết định tăng lãi suất của Fed lần này? Tại sao Fed lại tăng lãi suất đúng như dự báo như vậy, thậm chí có phần bất diêu hơn, nhưng thị trường lại vẫn phản ứng tiêu cực? Trong cái kỳ họp vừa qua thì Fed đã tăng lãi suất ở cái mức 25 điểm cơ bản, thì cái này nó không có gì là bất ngờ với cả thị trường cả, vì ngay trước cuộc họp thì đa số các cái nhận định thì cũng đã dự báo là Fed sẽ chỉ tăng 25 điểm cơ bản. Và trên thực tế thì cái tín hiệu trong cái bài phát biểu của ông Powell sau cái kỳ họp thì thậm chí đã có tính chất là ôn hòa hơn một chút và đã giúp cho là thị trường đã đánh giá là cái đợt giảm lãi suất đầu tiên có thể sẽ xảy ra sớm nhất vào tháng 7. Là trước bài phát biểu thì thị trường kỳ vọng là đâu đó phải khoảng tháng 9, tháng 11 thì Fed mới hạ lãi suất, thì thời điểm hiện tại cái xác suất cao nhất thì đã sẽ là xảy ra vào tháng 7 rồi. Như vậy rõ ràng là cái kết quả của họp, cái thông điệp của ông Powell thì tốt hơn so với kỳ vọng. Tuy nhiên là cái diễn biến giảm của thị trường thì có thể đến từ hai cái nguyên nhân. Cái nguyên nhân thứ nhất là trước đó chúng ta cũng phải nhìn nhận là thị trường chứng khoán Mỹ cũng đã trải qua một cái nhịp tăng điểm tương đối tốt trong khoảng tầm đâu đó khoảng vài tuần trở lại đây. Vì vậy là thị trường cũng kỳ vọng vào cái việc là Fed sẽ ôn hòa hơn và sẽ ngừng tăng lãi suất. Vì vậy khi mà cái câu chuyện này thực sự diễn ra thì có thể là cái áp lực chốt lời nó sẽ xuất hiện. Cái nguyên nhân thứ hai thì nó thực tế hơn thì nó đến từ cái việc là một số những cái ngân hàng Mỹ tiếp tục bộc lộ những cái sự yếu kém trong hoạt động, và đặc biệt là ngân hàng First Republic Bank thì đã bị mua lại bởi JP Morgan trước cái rủi ro là có thể bị sụp đổ và ảnh hưởng đến cả sức khỏe của cả hệ thống. Như vậy rõ ràng là cái câu chuyện khiến cho thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong một vài phiên trở lại đây thì nó phần nhiều đến từ cái sức khỏe của các cái ngân hàng Mỹ hơn là đến từ cái cuộc họp của Fed cũng như là từ cái thông điệp của ông Powell sau cái kỳ họp. Fed tăng lãi suất trong bối cảnh ngân hàng toàn cầu bộc lộ nhiều bất ổn, đã có những ngân hàng lớn tuyên bố phá sản. Anh đưa anh đánh giá thế nào? Liệu ngành ngân hàng sẽ diễn biến ra sao trước phép thử của Fed? Đối với cái câu chuyện các sức khỏe của các ngân hàng lớn trên thế giới thì chúng ta có thể thấy là khi mà Fed tăng lãi suất để cái mức lãi suất ngắn hạn lên cao thì với những cái ngân hàng mà đầu tư nhiều vào những cái tài sản dài hạn với lãi suất cố định, ví dụ như là trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm chẳng hạn, thì khi mà lãi suất được đẩy lên cao thì cái giá tài sản, cái giá của cái fixed income, giá của cái trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm đấy thì nó sẽ giảm rất là mạnh. Và khi mà một loạt những cái tài sản của các ngân hàng giảm thì khiến cho là cái chất lượng tài sản của ngân hàng cũng như là rủi ro thua lỗ, rủi ro sụp đổ thì nó dâng cao hơn, khiến cho là người gửi tiền đồng loạt người ta đến người ta rút tiền, và để xuất hiện cái hiện tượng bank run, và một số những cái ngân hàng của Mỹ thì đã lâm vào cái tình cảnh tương đối là khó khăn, ví dụ như là Signature Bank hoặc là First Republic Bank hay là Silicon Valley Bank, một số những ngân hàng chúng ta đã có thể thấy. Tuy nhiên là có hai cái câu chuyện. Thứ nhất là chúng ta có thể thấy là những cái ngân hàng tương đối là lớn và có khả năng ảnh hưởng đến an toàn của hệ thống ngân hàng thì tính đến thời điểm hiện tại thì đều đã được có những cái biện pháp xử lý của Fed cũng như là của FDIC, tức là cái cơ quan bảo hiểm tiền gửi, cũng như là của những cái ngân hàng lớn thì cũng đã tham gia vào cái cuộc tái cơ cấu, và vì vậy ở thời điểm hiện tại thì đã chưa có một cái sự sụp đổ nào đáng kể xảy ra cả. Và có thể nói là tất cả những cái người gửi tiền ở Mỹ thì đến thời điểm hiện tại thì họ đều đang được đảm bảo quyền lợi. Và với cái việc như vậy và kết hợp với việc là Fed đã đi đến cái chặng cuối của cái quá trình nâng lãi suất rồi và chúng ta có thể kỳ vọng Fed sẽ sớm hạ lãi suất, thì cá nhân anh cho rằng là những cái rủi ro lớn nhất của hệ thống ngân hàng Mỹ thì có lẽ là đã có thể là đã qua rồi hoặc chuẩn bị qua đỉnh. Bởi vì rõ ràng là khi đến tháng 7 hoặc là tháng 9 khi Fed bắt đầu giảm lãi suất thì giá trị những cái tài sản trong bảng cân đối của các cái ngân hàng thương mại Mỹ sẽ bắt đầu hồi phục trở lại và nó sẽ giảm bớt rủi ro. Vì vậy cái câu chuyện có lẽ là câu chuyện trong tháng 5, tháng 6 là chúng ta kỳ vọng nó sẽ không có một cái sự sụp đổ nào, và sau đấy thì bắt đầu từ tháng 7 trở đi, nếu Fed thực sự hạ lãi suất thì câu chuyện nó sẽ bắt đầu tích cực dần lên.
Vì vậy có thể nói là chúng ta đáng chú ý nhất là ngay thời điểm tháng 5, tháng 6 này liệu sẽ có một cái sự rủi ro gì không. Nhưng mà với những cái bài học chúng ta đã nhìn thấy như trường hợp của Silicon Valley Bank hay First Republic Bank thì có lẽ là ngay cả trong những cái kịch bản xấu nhất thì cũng sẽ không có một cái sự đổ vỡ nào quá là lớn khi mà Fed cũng như là các cái ngân hàng lớn thì họ sẽ hợp tác với nhau để tránh cho hệ thống ngân hàng Mỹ đối diện với những cái rủi ro sụp đổ hoặc là tháo chạy nhất định. Tại Việt Nam, lãi suất đã bắt đầu giảm khá mạnh từ đầu năm. Động thái của Fed liệu có tác động lớn tới lộ trình giảm lãi suất của ngân hàng nhà nước hay không? Thực ra là cái việc động thái tăng giảm lãi suất của Fed thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến Việt Nam thì chúng ta cần phải nhìn vào cái cụ thể. Thì dĩ nhiên là những cái tác động về mặt tâm lý thì tương đối là khó đo lường. Tuy nhiên là tác động của tâm lý thì nó sẽ đi qua rất là nhanh. Và cái tác động thực tế thì nó sẽ đến từ hai yếu tố. Thứ nhất là khi mà Fed nâng lãi suất thì cái rủi ro suy thoái của Mỹ sẽ tăng lên. Và nếu câu chuyện Mỹ mà suy thoái thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái hoạt động xuất khẩu của chúng ta, bởi vì Mỹ là một cái thị trường tiêu thụ lớn của hàng hóa Việt Nam. Như vậy là cái rủi ro thứ nhất liên quan đến rủi ro suy thoái của Mỹ. Tuy nhiên là thời điểm hiện tại thì sau cái đợt tăng lãi suất của Fed vừa qua thì cái rủi xác suất xảy ra rủi ro suy thoái của Mỹ gần như là không thay đổi, vì cái câu chuyện tăng lãi suất của Fed thì đã được dự báo từ trước. Và kịch bản cao thì Mỹ sẽ có một cuộc suy thoái nhẹ có thể diễn ra trong khoảng hai quý cuối năm, thì có thể ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu của Việt Nam vốn đã suy yếu rồi. Nhưng mà để mà có thể suy yếu hơn nữa và có thể ảnh hưởng những cái tác động suy thoái lên đến Việt Nam một cách mạnh mẽ thì tương đối là khó. Bởi vì chúng ta vẫn có một cái nguồn tiêu thụ khác đến từ thị trường Trung Quốc khi mà đất nước này mở cửa lại nền kinh tế sau sau khi chấm dứt cái chính sách Zero Covid. Và cái tác động thứ hai thì đến từ việc tỷ giá. Tuy nhiên là ở thời điểm hiện tại thì cái áp lực tỷ giá đã không còn quá là đáng ngại so với cái thời điểm cuối quý 3 đầu quý 4 năm 2022. Có thể nói là thời điểm hiện tại áp lực tỷ giá và lạm phát đã hạ nhiệt rất là nhiều. Vì vậy là nếu có những cái rủi ro suy giảm tăng trưởng kinh tế thì ngân hàng nhà nước cũng như chính phủ hoàn toàn có thể áp dụng những cái chính sách nới lỏng tài khoá và tiền tệ để kích thích tăng trưởng. Cho nên là cá nhân tôi cho rằng là cái câu chuyện liên quan đến Fed tăng lãi suất trong tháng 3 vừa qua thì sẽ không ảnh hưởng đáng kể, hầu như là không có ảnh hưởng nào trực tiếp đến kinh tế cũng như là tình hình vĩ mô của Việt Nam. Và nếu mà cái câu chuyện hạ lãi suất thực sự diễn ra vào tháng 7, đồng đô la Mỹ tiếp tục cái xu hướng giảm thì chúng ta lại càng có được cái điều kiện để nới lỏng chính sách tiền tệ, và đấy sẽ là một cái yếu tố tác động tích cực. Với thị trường chứng khoán thì nhà đầu tư có thể kỳ vọng vào điều gì trong tương lai? Đối với cả thị trường chứng khoán thì chúng ta có thể thấy là cái câu chuyện Fed tăng lãi suất trong tháng 3 thì thực ra cũng không có cái ảnh hưởng đáng kể nào đến thị trường chứng khoán toàn cầu cũng như là thị trường chứng khoán Việt Nam. Một số những cái phiên điều chỉnh của thị trường chứng khoán Mỹ thì hoặc là thị trường chứng khoán châu Âu thì chủ yếu đến từ cái sức khỏe của hệ thống ngân hàng ở Mỹ. Còn cái câu chuyện ở Việt Nam thì hệ thống ngân hàng Việt Nam thì không phải đối diện với những cái rủi ro như vậy. Vì vậy là cái câu chuyện tăng lãi suất của Fed, câu chuyện rủi ro hệ thống ngân hàng toàn cầu thì nó không ảnh hưởng trực tiếp đến cái thị trường chứng khoán Việt Nam, mà phần nhiều ảnh hưởng tác động đến từ tâm lý mà thôi. Tuy nhiên là đối với cái câu chuyện của Việt Nam thì chúng ta có những cái câu chuyện đặc thù riêng, ví dụ như là lợi nhuận quý 1 các doanh nghiệp niêm yết thì sụt giảm tương đối là mạnh, đâu đó khoảng trên dưới 20% theo cái số liệu cập nhật mới nhất. Và ngoài ra câu chuyện liên quan đến thị trường trái phiếu doanh nghiệp sắp tới sẽ đến cao điểm đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp thì liệu có cái sự đổ vỡ nào không thì vẫn là một cái dấu hỏi, một cái rủi ro. Ở chiều ngược lại thì chúng ta cũng có những cái tín hiệu tích cực liên quan đến chính sách tài khoá và tiền tệ nới lỏng, ví dụ như là giảm thuế VAT hay là hạ lãi suất điều hành hoặc là những cái gói hỗ trợ nhà ở xã hội vân vân và vân vân. Vì vậy là ở thời điểm hiện tại thì với việc là những cái yếu tố tích cực và tiêu cực đan xen thì có lẽ là thị trường sẽ vẫn ở trong một cái xu hướng sideways đi ngang trong tháng 5, và cái diễn biến của thị trường trong những cái tháng tiếp theo liệu có cái sự hồi phục tích cực hay không thì phần nhiều sẽ phụ thuộc vào cái diễn biến của câu chuyện thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Nếu không có cái sự đổ vỡ nào đáng kể thì với cái chính sách hỗ trợ của chính phủ ngân hàng nước thì khả năng là thị trường sẽ bước vào một cái nhịp hồi phục tương đối tốt. Dạ vâng, cảm ơn Đức Anh về những chia sẻ rất hữu ích vừa rồi. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn vào những số FinWatch tiếp theo.